Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khói Xe Channel. Hôm nay mình không có review về chiếc xe này, nhưng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái bệnh của chiếc xe này. Thì chiếc xe này là xe của ba mình. Ba mẹ mình chạy từ tiểu bang Chicago, từ tiểu bang Illinois, Chicago đến vùng Houston để thăm con cháu qua những ngày lễ. Thì chạy nửa đường thì chiếc xe này tự nhiên nó bị trục trặc, nó chạy rất là yếu, rồi nó quăng những cái đèn lỗi lên trên chiếc xe rất là nhiều. Thì ba mình có gọi mình hỏi là cái lý do như thế nào mà nó bị chạy, cái máy nó ù rất khừng, nhưng mà nó vẫn chạy được. Thì mình hỏi ba mình là xe chạy vẫn chạy được hay không. Ba chạy đạp ga lên chạy khoảng 70 miles, là khoảng 130-140 km một giờ. Ba có nghe chiếc xe nó có chạy được không? Thì ba mình nói chạy được. Thì mình biết là chiếc xe này nó sẽ thứ nhất là nó sẽ bị những cái lỗi như những cái dây hơi của trong hệ thống xe, nó bị xì những cái hơi đó, nó gọi là vacuum leaks. Nó bị có thể bị cái đó, và nó có thể bị cái buri, nó có thể bị cái dây buri, hoặc là thể bị cái coil làm cái cục để phát lửa, phụ trợ cái buri để phát lửa ra. Thì mình nói ba mình ok, thì ba cứ ráng chạy tới đây đi, nếu mà còn chạy được xuống đây rồi thì con sẽ phụ ba sửa chiếc xe. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái bệnh của chiếc xe này ha. Và đây là cái chiếc Acura MDX ha các bạn, MDX. Nếu các bạn không có cái máy để mà các bạn để vô trong xe để các bạn đọc cái lỗi của chiếc xe, thì các bạn có thể đem cái chiếc xe của các bạn đến một cái chỗ bán đồ sửa xe như là AutoZone, Advanced Auto Parts, hoặc là những cái chỗ bán đồ sửa xe dòng nhà các bạn. Thì ở đó người ta có một cái máy, người ta có thể giúp bạn để đọc cái chiếc xe nó bị lỗi cái gì. Thì tự nhiên những chỗ đó cái nhiệm vụ của người ta, tự nhiên người ta muốn bán đồ cho các bạn, thì người ta có cái máy đó để giúp các bạn đọc lỗi của chiếc xe. Thì bây giờ mình sẽ đời lên cho các bạn coi là chiếc xe nó bị lỗi như thế nào. Thì các bạn nghe cái tiếng xe ù, nó nổi lên là check ignition system ha. Ok, thì và mình nghe nó có cái mùi xăng nữa, nó có mùi xăng ra. Thì đối với mình là chiếc xe này nó có một cái cylinder, là cái một cái cylinder, nó không có đốt xăng đó, cho nên mình nghe nó có mùi xăng rất nặng. Ok, thì mình đã check rồi. Thì nó là cái buri số 1, nó gọi là cylinder 1 ha, cylinder 1. Thì cylinder 1, ok. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái nắp này ra và mình kiếm cái cylinder 1 của nó là cái chỗ nào ha các bạn. Ok, và trước khi mình sửa xe của ba mình thì mình cũng chia sẻ với các bạn, nếu các bạn là người thích sửa xe đồ này kia, hoặc là muốn tự mình làm ở nhà, thì các bạn nên mua cho mình một cái bộ chìa khóa. Cái này bộ chìa khóa của ba mình luôn lúc nào cũng để trong cái xe đó. Các bạn có thể vô mua một cái dàn chìa khóa này ở tiệm Sears hoặc là những tiệm Auto Parts, chỗ bán đồ phụ tùng cho xe hơi đồ, hoặc là các bạn có thể vô mua trong Menards, Home Depot, Lowe's, nó có thể bán mấy cái bộ phận này ha. Thì mua về lúc nào các bạn cũng để ở nhà xài, hoặc là để trong xe của mình khi mình đi xa đó, các bạn có thể dùng những cái bộ phận này khi cần thiết để mà sửa chiếc xe của mình. Hả? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi lại coi cái xe này nó bị bệnh gì ha. Thì trước hết thì mình thấy ở trên cái chiếc xe này nó có một cái miếng mũ để nó che. Thường xe mới bây giờ người ta hay có cái đồ để nó che những bộ phận máy ở dưới ha. Thì đây nó có hai con ốc này, thì nhìn là mình nghĩ là cái nó là một cái miếng clip thôi, mình dặn nó qua một bên đó, mình dặn nó qua một bên. Qua đây thì mình cảm thấy nó vướng lại, là có nghĩa là nó chỉ là một cái clip thôi, nó chỉ là một cái miếng để mình
cho nó kìm vô đó thôi. Thì bắt đầu mình coi phía sau này, thì phía sau này không thấy cái miếng giống cái để tôi dít này mình dặn vô, thì mình nghĩ là chỉ có hai miếng này thôi. Thì các bạn sẽ dỡ nó lên như vậy, dỡ hai miếng này lên thì thấy nó lên phải không? Mà cái này nó vướng lại thì có nghĩa là trong đây nó có hai cái cục để mình đẩy vô trong miếng mũ ron á, ở trong đây nó kìm lại thôi, mình chỉ giật lên thôi ha. Đó, ok, giật lên thì các bạn sẽ thấy nguyên cái giàn máy ở dưới ha. Và ở đây thì các bạn thấy một cái buri, hai cái buri, ba cái buri, nó có cái coil ở trên đây ha. Thì cái này là V6, thì đây ba cái phía trước, thì tất nhiên là ở phía sau đây nó sẽ có ba cái ha. Giờ mình để miếng này qua bên hông đây. Ok, bắt đầu bây giờ làm sao để mình kiếm cái số nào là số 1. Ok, nếu các bạn muốn dễ kiếm thì các bạn có thể lên Google bấm vô cái máy của dòng xe này, cái cylinder số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 nằm ở đâu. Thì ở trên đó nó có cái diagram, là có một cái miếng để nó chỉ bạn là cái buri đó là số mấy, nằm ở hướng nào. Hoặc là nếu các bạn không có làm đó là được thì các bạn có thể các bạn đề máy xe lên cho nó ù. Ok, rồi các bạn sẽ rút những cái này ra. Ở đây nó có cái dây này thì nó kết nối vô trong cái cục, nó gọi là coil, cái cục em cho cái cục buri ha, cho cái con buri. Thì các bạn có thể bấm nút, các bạn tháo ra như vậy đó. Khi bạn nghe bấm vô, các bạn nghe click cái là tự nhiên là nó hở lên rồi, để mình rút cái dây điện ra. Thì các bạn có thể đề máy để cho nó nổ, các bạn rút từng cái ra. Nếu mà các bạn rút ra mà nó cảm thấy nó cái cục nào mà nó làm cho cái máy của các bạn không có sự thay đổi về cái ù của độ máy, thì cái đó là cái phần trăm là nó là cái cục buri mà mình cần phải sửa ha, cần phải sửa. Ok, thì bây giờ cái trong cái tình trạng xe này á, thì cái cục buri của nó số 1 là nằm ở đây ha, nằm ở đây. Thì mình phải tháo cái buri ra, mình tháo cái coil ra để mình thay. Thì mình nhìn phía trước này, mình thấy nó có cái cục coil là cái em cho cái điện nè, thì nó có cái con ốc nó số 10. Mình nhìn là mình nghĩ là nó số 10, mà nó là số 10. Ok, mà giờ mình tháo cái này ra. Mà trước khi mình tháo, mình sẽ rút cái dây điện của số 1 ở đây ra ha. Bắt đầu mình thay tiếp. Ok, thì ở phía đây là cái cục số 1 mà mình rút ra ha. Đó, theo như các bạn thấy nó nằm ở đây. Đó, số 1 đây. Ok, thì mình mò tay đây thì mình thấy nó là cái con số 10 ha. Con số 10 thì bắt đầu mình bắt cái này vô. Ở phía sau này thì nó khó cho mình thay một chút là tại vì nó nằm ở trong kẹt ở trong đây, nhưng mà lúc chìa khóa vô thì luôn luôn cái lúc nào mình cũng được để chìa khóa cho nó thẳng nha các bạn ha. Tự khi mà nó chéo nó thể lặn cái răng, nó làm hư cái con tán đi. Đó, thì dẫn cái con tán này ra. Đây nó đây, đồ các bạn làm, các bạn cẩn thận nhất là mấy những con ốc các bạn lấy ra đó, các bạn để như vòng vòng trên đây. Nó không có rớt ra xuống máy, các bạn hỏi không có mắc nó ha. Thì bắt đầu giờ chúng ta sẽ kéo cái cục đó ra. Đó. Ok. Đây là cái cục coil ha, cục coil mà ở dưới đó nó có cái buri đó nha. Bây giờ mình sẽ cái cục này á thì lấy ra coi cái kiểu của nó giống với nhau không. Đó, thì nó giống y nhau thôi đó ha. Ok, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ lấy cái buri ra. Thì bắt đầu mấy các bạn mua cái buri mới rồi á, khi cái buri thường thường các bạn xài cái NGK Iridium, cái bộ loại buri này cũng rất là tốt cho dùng những dồng xe như Toyota, Acura đồ, thì các bạn dùng những buri rất là ok. Thì bây giờ chúng ta kiếm cái đồ mở buri. Thường thường cái bộ mở buri nó nằm như vậy, nó giống kiểu này nè. Đúng rồi, dự y ha. Ok, nhớ lúc nào các bạn cũng gắn này vô, để cái này đây nó có cái mũi buri thì người ta đã thiết kế cho nó đúng rồi. Cái mũi này nó không có thể nào mà nó, các bạn đừng để làm cho nó bị móp vô trong đây gần quá ha. Đó, thì luôn luôn lúc nào cũng giữ như vậy nè. Đó, để đừng có chạy ấy nó. Giờ bắt đầu thì mở cái buri thì
các bạn sẽ cần cái lõi cây nó dài hơn một chút để mình đưa vô chậu, để mình có chỗ để mình từ cái chỗ buri nó là một cái lỗ sâu để mình dặn cái buri ra ha. Thì trước hết mình cần thêm cái này nữa đó. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này vô trong cái lỗ buri đó. Ok, thì cái này vô không được, để mình thử cái này coi. Ok, cái này cũng vô. Cái này vô thì nó ngắn quá, thì mình sửa lại. Ok, để lại cái này coi. Cái nhiều cái xe nó cũng rất là khó để mà các bạn làm, nhưng mà các bạn phải cần cho nó có đủ cái đồ nghề, đủ cái chìa khóa để các bạn đưa vô cho nó đúng cái lối của nó thì nó dễ hơn. Đó, bây giờ okay. Cái buri cũng rất là quan trọng các bạn. Khi các bạn dặn nó, các bạn phải nhớ là đưa cái chìa khóa cho nó đúng, nó thẳng với nhau. Ok. Đó, khi mình dặn nó ra như vậy thì xong rồi, khi mà nó lỏng rồi mình lấy cái chìa khóa này ra. À, để đây, xong mình dặn bằng tay nó ra thì nó sẽ đưa cái buri ra ha. Ok, cái đầu cái chìa khóa của mình nó không có cái miếng mũ để nó kìm theo cái buri, nó lôi cái buri đi ra, thì các bạn có thể lấy một cái cây châm châm ha, để mình chia sẻ cái cây châm châm cho các bạn coi ha. Ở đây nó không có cho mình đủ cái chỗ trống để mình rút cái cây này ra, thì mình sẽ tháo cây này ra và mình bỏ cái ống cái kia đi im trong đó, mình sẽ lấy cái cục châm châm mình nuốt nó ra. Ok, và đây là cái cây châm châm của mình ha các bạn ha. Như các bạn để vô nè, đó, hên hết vô, nó cứ chìa khóa vô ha, đó, lấy ra. Ok, giờ cái này mình bẻ nó xuống chút để mình lôi cái đồ mà mở cái buri ra. Đó, cái thứ nhất mình lấy cái đầu buri ra ha. Xong rồi thứ hai nữa là mình sẽ lôi cái buri ra. Để mình hút vô cái buri, cái mình lôi nó ra ha, các bạn thấy không? Đó, lôi buri ra ha. Đó. Nếu mà cái đầu này á, mà trong đây nó không có miếng ron mũ á, để nó khi các bạn lấy buri ra, dặn buri á, thì cái đầu này nó sẽ hút vô trong cái miếng mũ đó, thì các bạn lôi ra nó dễ. Còn không có thì các bạn phải xài bằng cái này ha, lôi ra. Ok, bây giờ chúng ta lại coi cái cách buri của nó như thế nào. Ok, thì ở đây nó xài cái loại buri cũng giống như cái loại này thôi à, mà nó cái hiệu đó là Denso ha. Denso cũng rất là một là cái hiệu cũng rất là good. Còn hiệu mới này nó hiệu NZK ha, NZK Plus. Ok, thì các bạn so sánh thì hai cái buri nó cũng cỡ với nhau nè, đó thấy không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào vào để các cái buri mới vô ha. Ok, trong cái trường hợp này á, nếu mà các bạn không có cái đồ để mà nó kiểm cái buri á, như cái này nó có nè, thấy chưa, đó, nó dính vô đây. Khi các bạn bỏ vào các bạn dặn á, thì rút này ra nó rớt ra. Còn nếu mà cái đầu này các bạn không có đó, thì các bạn cần cái châm châm ha, để rút ra. Ok, thì trong cái tình trạng này thì như vậy nó quá dễ rồi, nhưng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn để thả buri vô để nó không có bị hư cái đầu ha. Ok, thì cái đầu tiên thì các bạn cầm trên tay cái buri của mình, các bạn để nó vô trong cái lỗ. Ok, rồi các bạn sẽ để
để cái tay của mình thả buri xuống nó nhẹ, kìm cái buri lại cho nó đi nhẹ nhẹ xuống rớt vô trong cái lỗ đó, thấy chưa, giờ nó nằm trong cái lỗ rồi ha. Đó, bắt đầu mình sẽ đút cái đầu này vô và mình sẽ dặn nó lại. Nhớ cái dàn buri này là các bạn phải nên dặn bằng tay trước ha, dặn bằng tay trước. À, các bạn để cái chìa khóa nó ngay chính giữa của cái lỗ buri á, thì mình đi mình dặn vô thì dặn theo cái hướng đồng hồ chạy nha các bạn, dặn ra là dặn cái đồng hồ hướng đồng hồ chạy ngược lại ha. Thì mình dặn vô mình thấy cảm thấy cái buri nó ăn vô răng từ và nó vô rất là nhẹ nhàng. Thì các bạn không muốn làm không các bạn không muốn không nên làm hư cái răng của cái buri của cylinder là nó không có tốt. Đó. Ok, bây giờ mình rút cái này ra. Mình dặn vô nhiều quá đi cho nên nó cái cổ của cái chìa khóa này nó ngắn quá cho nên mình không có đủ để mình cái ngón tay của mình bám mình rỉ ra. Ok. Giờ mình rỉ ra được ha. Bây giờ mình sẽ khai cái đầu dài ha. Ok, mình sẽ thả chìa khóa nó vô trong đó. Đó, cho kìm buri. Xong mình đẩy cái này đầu dài nó vô. Đó, bắt đầu mình dặn nó bằng tay vô. Đó. Mình mong là mình hy vọng là mình chỉnh cái webcam nó đó, cái camera nó độ cái độ nhìn cho nó dễ cho các bạn. Ok, khi mình dặn tay vô đến cái mức độ mà mình dặn hết được rồi á thì mình sẽ bỏ chìa khóa vô. Ok. Ok, mình dặn vô ha, dặn tay vô. Thì mình nghe bắt đầu cái buri bắt đầu nó cứng là từ từ. Thì cái này á nếu các bạn không có biết cái thốt của nó là bao nhiêu á thì các bạn sẽ dặn cái tay. Đó. Một cái nữa là các bạn sẽ cảm thấy nó rất là chặt, rất là ok. Đó, ok. Bắt đầu mình rút nó ra. Từ cái cây này nó dài quá nó không có cho đủ chỗ trống cho mình rút ra cái đầu mà nó nằm trong buri luôn thì mình sẽ chỉ xài bằng cái đó. Mình sẽ rời nó ra hai mảnh trước, sau mình mới đem cái mảnh nó ra. À. Ok, thì bây giờ bắt đầu mình gắn buri vô rồi, thì bây giờ mình gắn cái cục em để nó phát cái buri ra ha, nó phát điện cho cái buri ha. Cái này nó gọi là coil, cái coil ha. Thì bạn để nó vô thì cái chỗ này nó sẽ nằm trong cái con tán cho các bạn, nó nằm trong con tán đó, nó mới đúng nha. Ok, chồng nó thẳng vô thì các bạn cảm giác là ngay con tán, ngay chỗ này là con tán ha. Các bạn đẩy nó sát vô ha, cái bằng lắc đó, vừa lắc mà vừa đẩy cho nó vô. Ok, sau đó bắt đầu chúng ta sẽ bắt con tán này vô ha. Đó, khi các bạn dặn tay nó nghe nó cứng rồi á thì con tán này nó sẽ phụ các bạn đẩy cái kìm cái coil nó nằm trong đó ha. Bây giờ chúng ta cần số 10. Cần số 10 cho con tán đó ha. Ok. Để đẩy vô, sau đó mình dặn con tán lại. Đó, làm như vậy thì các bạn sẽ tiết kiệm tiền cũng rất là ok. Theo gì các bạn đem ra cho cái chỗ nó sửa thì mình nghĩ ít nhất cũng 100 mấy 200 đô, tùy theo cái chỗ nó muốn cắt cổ bạn hay là không. Đó, ok, thì bỏ vô rồi thì đừng có quên gắn cái sợi dây điện của nó vô nha ha. Nó có cái dây điện coil nằm trong đây. Ok, thì các bạn biết thấy là cái dây điện nó có chỗ này là cái chỗ bấm để nó kháo
cái chỗ mà nó hút lại đó, nó bám lại, thì bấm nó vô thì nó hở lên mình kéo dây điện ra được ha. Đó. Còn nếu mà đẩy gắn nó lại thì các bạn chỉ để im vô, mà đẩy vô chừng nào các bạn nghe click cái là bắt đầu nó mới vô nha. Đó, thấy không, các bạn nghe click là nó vô ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử đề máy xe này lại ha. Thì trước khi đề máy xe thì muốn chia sẻ với các bạn về cái Autolink này ha. Autolink này các bạn có thể mua trên order trên mạng, hoặc là mua ở những cái chỗ mà bán đồ sẽ sửa xe đó. Thì cái này cái nó để các bạn làm cho những cái dòng xe thường ha, dòng xe chạy gia đình đó, thì nó có thể đọc những cái check engine light, những cái lỗi của chiếc xe. Các bạn gắn vô cái OBD2 của chiếc xe, rồi các bạn có thể đọc nó. Thì trong cái xe này thì mình đã thay cái coil, thì bây giờ mình reset hết cái đèn này thì bây giờ nó rất là ok rồi đó. Để lên thì nó không còn check engine light rồi nữa ha. Ok, để mình chia sẻ thêm với các bạn về cái này. Nói chung là nó rất là rẻ tiền để các bạn có thể đọc những cái xe thông thường. Nó khoảng 40 đô thôi, các bạn mua về. Các bạn nếu mà các bạn muốn dọc xe của mình. Còn thế này, cái này nó tới mấy sắp lần. Cái này dầu dùng để làm những cái xe siêu xe bây giờ, như đọc những cái Audi, Lamborghini đồ, thì nó mắc tiền hơn. Ok, thì cái xe này nói chung là đã làm xong hết rồi. Thì mình hy vọng là cái video này giúp những anh em trẻ nào mà thích muốn sửa xe nhà một mình á, để tiết kiệm một tí tiền ha. Một lần nữa mình cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã ủng hộ kênh Xe Khói Xe ha. Mình sẽ hẹn gặp anh chị em trong cái video kế nha ha. Cảm ơn rất là nhiều, bye bye nha.